Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 1 tháng 8 âm lịch, tại chùa Trúc Lâm, thành phố Rạch Giá, trang nghiêm tổ chức lễ Quý Kỵ lần thứ 10, Cố Ni Sư Thích Nữ Trung Liên, nguyên trụ trì chùa Trúc Lâm, dàm dân cúng Pháp Y Ca Sa. Mở đầu buổi lễ, thường được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Tăng Ni Phật tử đảm dâng hương tưởng niệm đến Ni Sư Thích Nữ Trung Liên nhằm tưởng nhớ đến công đức của Ni Sư khi còn hiện tiền. Sau đó, toàn thể chư tôn đức đã dân tập về giảng đường thực hiện nghi thức dâng cúng Pháp Y Ca Sa. Buổi lễ, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Thơn, trưởng ban Hoằng pháp tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Linh, Ủy viên Ban trị sự, Đại đức Thích Pháp Ký, Chánh thư ký Ban trị sự tỉnh, Đại đức Thích Minh Thành, trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban Từ thiện xã hội tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Tánh, Chánh thư ký trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Huệ Tài, trưởng ban Nghi lễ tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Định, trưởng ban Phật giáo quốc tế tỉnh cùng chư tôn đức tăng ni trong tỉnh. Đại diện môn đồ Pháp Quyến, Ni sư Thích Nữ Huệ Trí dâng lời tác bạch cúng dường pháp y đến chư tôn thiền đức. Toàn thể đại chúng lần lượt thành kính dâng lên chư tăng ni tấm y vàng giải thoát. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn ban lời đạo từ tán thán tấm lòng chư ni và Phật tử chùa Trúc Lâm, cũng như thể hiện lòng tri ân và báo ơn lên ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng bằng những chiếc pháp y ca sa, là tấm y giải thoát, biểu tượng của tăng đoàn Phật giáo, biểu tượng tinh khiết của bậc thánh giải thoát. Thượng tọa thay mặt chư tăng thọ nhận và hồi hướng công đức, chúc quý Phật tử luôn an lành trong chánh pháp và làm tròn đạo hiếu của người con Phật trong mùa Vu Lan này. Nhân dịp này, chùa cũng kết hợp Phật tử phát 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực